Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Đinh Ngọc đây. Người đồng hành cùng tôi Đinh Ngọc ngày hôm nay thì chính là em Quang Thụy, Vinhome. Và Quang Thụy chào khán giả đi. Xin chào tất cả mọi người, và mình là Quang Thụy, một trong những người mà làm bất động sản thực chiến tại khu vực dự án Vinhome Bắc. Hiện tại mình cũng đang làm ở đây khoảng 4 năm rồi. Và hôm nay rất là hân hạnh được đồng hành cùng với anh Tô Linh Ngọc trong một video gửi tới quý anh chị. Cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta chia sẻ đến cho khán giả là về cái loại hình sản phẩm nào em nhỉ? Hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới anh Ngọc cũng như cùng quý vị các bạn ở đây là cái dòng sản phẩm shop house khối đế tại tại phân khu 1, phân khu Rainbow. Ok, thì anh nghĩ rằng cái chủ đề ngày hôm nay anh em mình nói chuyện á, thì anh thấy rằng cái trong cái bối cảnh hiện tại này, trong cái tình hình mà kinh doanh online lên ngôi, thì những cái mặt hàng kinh doanh ở trên những cái shop house thì nó cũng khá là hạn chế, và mình sẽ đưa ra được những cái bộ tiêu chí, những cái tiêu chí để cho quý anh chị và các bạn là những cái nhà đầu tư họ sẽ dựa vô những cái tiêu chí trên để họ đầu tư. Và trong những cái thời điểm mà khó khăn như thế này, ví dụ cần tiền cắt lỗ thì phải cắt được, thì đấy là trong cái bất động sản thì em cũng biết rồi, cái thanh khoản nó là tử huyệt của bất động sản. Và ngày hôm nay thì anh em mình cùng xây dựng những cái tiêu chí thực chiến tại những cái sản phẩm shop house khối đế của dự án Vinhome miền Bắc. Và đương nhiên thì anh là một cái người cũng kinh qua khá là nhiều cái thị trường, thì anh cũng có một cái quan điểm cá nhân về cái bao quát ở cái thị trường của Vin đây. Tại vì anh cũng sinh sống đây hơn 4 năm rồi, thì anh cũng đưa ra những cái bộ tiêu chí như sau. Thứ nhất, đối với cái loại hình shop house thì mình phải xác định xem là cái shop house này nó thuộc cái phân khu nào. Đương nhiên ví dụ như phân khu Glory Hay thì những cái căn shop house ở đây nó sẽ kinh doanh nó tốt hơn ở phân khu Rainbow, hay là cái phân khu Origami thì với cái đường nó lên đến 17 mét, còn đối với những shop house bên Rainbow thì là cái đường thì nó cũng chỉ rơi vào 13 mét thôi, dẫn đến cái tính kinh doanh nó sẽ yếu hơn. Hay là cái câu chuyện chúng ta phải quan sát xem là cái bố trí của trong một cái cụm đó nó sẽ như thế nào, thì mình sẽ dần giải vào sâu. Đầu tiên thì mình phải xác định cái phân khu này nó nằm ở đâu ở trong dự án, đó là cái số 1. Cái số 2 đó là trong cái phân khu đó, ví dụ như phân khu Rainbow đi, S1, S2, S3, S5 chẳng hạn, thì cái shop house của anh chị và các bạn nó nằm ở đâu ở trong cái cụm đó, đúng không? Và tiếp theo mình đi sâu hơn một chút nữa thì cái shop house này nó nằm ở đâu ở trong cái tòa nhà, và mình phải sâu hơn một chút nữa thì cái loại hình shop house này nó có thật sự nó khan hiếm ở trong, ví dụ một cái layout của một cái tòa nhà thì thông thường nó sẽ có 20 căn, thì nó có thuộc cái top 10% cái căn hiếm không, hay là nó sẽ thuộc top 5%. Như cái căn này thì anh nghĩ là nó thuộc top 5%. Em biết tại sao? Thứ nhất là đây là cái loại hình shop house diện tích nhỏ. Thứ hai, nó nằm ở một cái vị trí góc sảnh. Đấy. Và thứ ba thì em thấy cái giá của những cái sản phẩm với diện tích nhỏ thế này thì nó cấu thành lên giá của một cái căn shop house nó khá là mềm. Thì với cái sự thực chiến của Quang Thụy tại Vinhome thì em có thể chia sẻ một chút những thông tin, ví dụ nếu là những căn shop house như thế này này thì anh tin rằng nó thanh khoản nó sẽ tốt, thì cái dòng tiền hoặc cái cho thuê hàng tháng nó sẽ như thế nào em? Đối với cả những cái dòng sản phẩm shop house mang tiền mà có vị trí ở ngay cạnh sảnh là một, với thứ hai ấy, thì với theo bọn em hay nói gọi là căn gốc hai mặt tiền đấy, gọi là nhà mình có hai mặt sảnh thì nó vẫn hơn đấy. Đúng rồi, là về nói về tỷ lệ khan hiếm hàng á, thì đối với một căn mà diện tích khoảng hơn 20 mét mà dưới 30 mét shop house như anh em mình đang đứng ở đây á, là chỉ có tỷ lệ mỗi một căn trên một tòa nhà thôi. Giống như là rơi vào 5% ấy, là anh chuyên toán mà 5% cái sản phẩm rồi. Là một vấn đề. Thứ hai ấy, là về những cái khách hàng mà đầu tư, và đặc biệt là đầu tư những cái sản phẩm cửa hàng shop như vậy, họ sẽ quan tâm nhiều á, là một, thứ nhất là tính thanh khoản, cái điểm yếu huyệt của một sản phẩm đó là một đấy. Hai là liên quan tới việc dòng tiền
dòng tiền cho thuê một năm chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm trên sản phẩm đấy rồi. Thế cụ thể cái căn này ví dụ nếu mà dòng tiền thì nó khoảng bao nhiêu? Đối với căn này đi thì hiện tại em Quang Thị đang nhận được cái mức giá trực tiếp từ phía anh chủ nhà là anh đang báo căn này là anh đang đã cũng đang cần ra luôn và anh đang muốn ra đi căn này và tìm chủ nhân mới để tiếp tục đồng hành cùng em đó là khoảng tầm 5 tỷ. 5 tỷ với mức giá cho thuê hiện tại đang là khoảng 18 triệu. 18 triệu thì chúng ta đang có khoảng hơn 4% một năm. 18 triệu là anh thấy là giá thuê nó giảm ấy, tại vì ngày trước là anh thấy đa phần đó là những căn shop thế này thì nó có thể thuê 20-22 triệu ấy. Nhưng chắc là vừa rồi nó khó khăn quá chủ nhà bớt hay sao? Thực ra là thời điểm này là thời điểm mà thị trường cũng vẫn đang rất là khó khăn, mới chỉ gọi là chớm phục hồi thôi, cũng chưa phục hồi nhiều. Và bây giờ cũng rất nhiều anh chị là vẫn phải giải quyết dòng tiền, biết là sản phẩm đó sau này theo vẫn có thể giá trị lợi nhuận đó. Không phải là anh chị đã muốn ra sản phẩm này mà sản phẩm này là sản phẩm dễ ra nhất, có thanh khoản nhất thì anh chị bắt buộc phải ra thôi. Có nghĩa là bây giờ là để cứu về hành kiểm đi hoặc là cứu CIC đi thì có thể là anh chẳng hạn anh Tô Đình Ngọc đi vừa có đất ở ví dụ đất Gia Lai nhà em đi, đất Bình Phước đi hoặc nhà ở Sài Gòn thì đôi khi nhà Sài Gòn thiết thực lắm để ở. Nhưng đôi khi để mà cấu trúc lại cái tài sản thì đôi khi cũng chấp nhận là bán cái nhà Sài Gòn, đúng không? Thì những cái sản phẩm như thế này thì đôi khi là những cái sản phẩm kia không thể bán được hoặc nó xuống sâu quá. Nhiều khi nhô chia 2 vẫn không bán được. Nhưng những cái sản phẩm như thế này thì nhiều khi chỉ cần đao giá xuống 10% hoặc 20% là nó lại trôi hàng rồi, đúng không em? Đối với một sản phẩm ở Hồ Chí Minh thì luôn luôn trước giờ tính thanh khoản luôn luôn tốt. Và cái tỷ lệ dòng lợi nhuận để mà có một dòng sản phẩm để có 4% một năm ở Hồ Chí Minh thì số lượng nó cực kỳ là không nhiều đâu, cực kỳ là khan hiếm. Như cái shop house này nó đạt cái thỏa cái tiêu chí là dòng tiền nó là trên 4% đúng không? Dạ. Vậy tuyệt vời. Và thứ hai thì em Thụy cũng chia sẻ thực tế là căn này đang là một căn shop có cái mức giá trên sản phẩm ấy là đang là thấp nhất của toàn dự án, có thể nói là toàn dự án luôn chứ không phải là phân khu nào nữa. Toàn dự án chúng ta có một căn và vị trí gần ngay đường Nguyễn Xiển. Thì thật ra là anh ở đây lâu rồi thì anh biết cũng biết là đường Nguyễn Xiển nó có khá nhiều ưu điểm và cái nhược điểm của nó. Thì anh phân tích một chút về cái căn này này. Nói chung là anh nói quan điểm của cá nhân nha, có thể là đúng có thể là sai hoặc là quý anh chị và các bạn khán giả có thể góp ý cùng Tôn Linh Ngọc nhé. Thì thứ nhất á, là cái vị trí của căn ở trên cái tòa nhà S103 này thì cái vị trí này là xuất sắc, không để chối bỏ được. Còn đối với lại cái vị trí của tòa nhà này ở trên cái phân khu S1 thì anh đánh giá rằng nếu mà cái vị trí này mà nó đặt ở bên S106 thì nó quá là tuyệt vời. Tuy nhiên á, thì nó cũng khá là gần cái khu dân cư hiện hữu. Nhưng đối với khu dân cư hiện hữu mà chúng ta quan sát sâu một chút nữa, nếu giả sử như cái đường Nguyễn Xiển nó mở rộng hoặc nó không có cái con lươn kia thì nó lại tốt hơn một chút nữa. Và mình cũng phải phân tích một chút. Thì đối với một cái sản phẩm thì đương nhiên nó cũng sẽ có được những cái ưu điểm và những cái nhược điểm. Và sở dĩ là cái sản phẩm này nó rẻ nhất của những cái loại hình shop house thì mình cũng thấy rằng là nó cũng có những cái câu chuyện riêng của nó, có những cái vấn đề riêng của nó. Còn đối với cái loại hình cái sản phẩm này, nếu mà phục vụ cho cư dân của tòa nhà thì nó là đỉnh của điểm rồi, đúng không em? Liên quan tới con đường Nguyễn Xiển thì em cũng xin chia sẻ thêm một chút ấy, là bởi vì đường Nguyễn Xiển chúng ta là sẽ được chuyển sang đường dân sinh sau khi vành đai 3 đi vào hoạt động. Vì hiện tại là nó là con đường huyết mạch nên chúng ta không thể nào mà cấm những cái xe lớn, xe công hay là những cái xe vận tải được. Nhưng khi mà con đường vành đai 3 lên á thì đường chúng ta sẽ chuyển hẳn thành đường dân sinh đi và sẽ được mở rộng, và đường này cũng không mở quá lớn đâu, mở được 30m. 30m đối với một con đường dân sinh á thì nó sẽ giống như là đường Trần Lão hay là đường Lương Định Của tại khu vực quận 2, hay chúng gần hơn chúng ta sẽ có con đường liên phường đi, một trong những con đường là đường ưu tiên đường dân sinh là chính và hạn chế xe lớn. Thì nó sẽ là một trong những dòng sản phẩm về lượng cư dân, lượng traffic khách hàng di chuyển nó sẽ ưu tiên nhiều hơn. Có nghĩa là thời gian tới nó cũng sẽ không có những cái tiếng ồn nào của xe container nữa, mà thay vào đó thì đó là những cái xe 4 chỗ hoặc là xe 7 chỗ hoặc là những cái xe máy, những cái dòng người nó di chuyển ở đây. Và đối với lại cái câu chuyện mà cái thời điểm đó nó diễn ra khi mà cái câu chuyện vành đai 3 nó xong thì dẫn đến là những cái shop house như thế này thì nó sẽ trực tiếp được hưởng lợi nhờ cái câu chuyện liên quan đến đường Nguyễn Xiển, đúng không em? Và mình cũng sẽ chốt lại những cái vấn đề. Thứ nhất là cái tiêu chí để mà mình lựa chọn một cái căn shop house
thì trong một cái video thì đương nhiên cũng sẽ không thể chia sẻ hết được. Và nếu mà anh chị và các bạn có quan tâm sâu hơn thì cũng có thể liên hệ cho Tony Ngọc hoặc em Quang Thụy Vinhome để chúng tôi có thể tư vấn hỗ trợ anh chị và các bạn những cái thông tin. Còn Tony Ngọc xin phép được tổng kết lại cái video. Thì đối với lại cái tiêu chí để mà lựa chọn một cái căn shop house, đầu tiên mình phải xác định xem cái căn shop house đó nó có phải là cái sản phẩm khan hiếm của tổng cái số loại shop house ở trên cái tòa nhà đó không, và cái vị trí của căn shop house đó nó có hội tụ đủ những cái yếu tố như góc sảnh hoặc là nằm ở trên đường thông, và cái đường thông đó nó lại dẫn vào một cái tiện ích như một cái hầm xe hoặc là một cái gì đó để nó hút lượng người. Đấy. Tiếp theo đó mình phải xác định rằng cái câu chuyện cái tòa nhà đó nó thuộc cái cụm nào và thuộc cái phân khu nào, cái cụm đó nó có phải là trung tâm của phân khu không. Ví dụ như Tony Ngọc đánh giá luôn, ví dụ như nếu mà Rainbow đi thì cái cụm trung tâm thì nó bắt buộc phải là S2. Nếu mà cái vị trí ở cái tòa nhà S202 á, thì những cái shop house đó Tony Ngọc khẳng định là kinh doanh rất hiệu quả, đúng không? Và tiếp theo cái phân khu này nó có phải là trung tâm của dự án hay không, thì đấy là những cái phép mà gần như nó là những cái bộ tiêu chí để anh chị em và các bạn lựa chọn. Còn đối với lại những cái câu chuyện giá và thời điểm thì đôi khi phải gặp những người em thực chiến như Quang Thụy đây thì anh chị và các bạn mới được gọi là có những cái thông tin đầy đủ nhất, đúng không em? Dạ rồi anh. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã coi hết video cho tới thời điểm này rồi. Cũng cảm ơn anh Ngọc này đã đồng hành cùng em trong một video này. Ok thì chúng ta xin phép chào và hẹn gặp quý vị anh chị và các bạn ở trong những cái video tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.